ông Lê Thanh Thản xây dựng chung cư chui, lừa bán 488 căn hộ thế nào? Thầy hiệu trường và hiệu phó ở Quảng Bình đánh nhau giữa sân trường, bị xử phạt 400.000 đồng. Bắt đối tượng sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa rồi uống thuốc sâu. Hiện trường đau lòng xe bán tải gây tai nạn khiến hai phụ nữ tử vong. quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thanh Thản, sinh năm 1950, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, tội lừa dối khách hàng liên quan đến sai phạm dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông. Trước những sai phạm của mình cũng như hành vi lừa dối khách hàng, ông Lê Thanh Thản khai nhận do nóng vội nắm bắt cơ hội kinh doanh đây liệu có phải là câu trả lời được chấp nhận. Cáo trạng xác định ông Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án CT6 Kiến Hưng. Cụ thể dù tăng diện tích xây dựng, xây thêm tầng và xây thêm tòa nhà không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, nhưng ông Lê Thanh Thản vẫn đưa ra hứa hẹn với người mua, dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Theo đó đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư tăng diện tích xây dựng tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được phê duyệt. Đối với nhà thấp tầng, tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng. Tại cơ quan điều tra, ông Lê Thanh Thản khai nhận, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1 trên 500 của dự án. Làm việc với cơ quan điều tra, 488 khách hàng mua 488 căn hộ không được cấp sổ đỏ khai nhận. Khi ký hợp đồng mua bán căn hộ, họ không biết các căn hộ tại dự án này xây sai quy hoạch. Khách hàng đều tin tưởng ông Thản xây dựng theo đúng thiết kế được phê duyệt. Trong quá trình điều tra, đa số các bị hại đều đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ. 6 bị hại đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra trong cáo trạng cũng nêu rõ về trách nhiệm dân sự Cụ thể, buộc bị can Lê Thanh Thản phải trả lại tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng cho 6 bị hại và nhận lại các căn hộ tại dự án CT6C đã bán cho các bị hại. Đối với các bị hại khác có đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ đỏ thì tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu cầu. Ngày 31 tháng 7 năm 2019, ông Thản có đơn đề nghị được khắc phục hậu quả vụ án theo 3 phương án. Phương án thứ nhất là xem xét, xử lý theo các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Phương án thứ hai, bị can mong tự thỏa thuận với người mua căn hộ tại tòa CT6C để di rời sang dự án khu đô thị Thanh Hà CNCO5. Phương án 3 là bị can đề xuất tự thỏa thuận với người mua nhà tại tòa CT6C Kiến Hưng để mua lại nhà hoặc trả tiền mua nhà, sau đó phá rỡ tổ hợp chung cư này. Giai đoạn điều tra, ông Thản chọn phương án 3. Tuy nhiên đến nay công ty BMS không thỏa thuận được với khách hàng. Sau đó bị can đã đề nghị ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Hà Nội bảo lãnh số tiền ông ta phải trả lại cho khách hàng. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, chi nhánh BIDV phát hành công văn xác nhận bảo lãnh số tiền 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Lê Thanh Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng. Đây là tổng số tiền có trong những sổ tiết kiệm thuộc sở hữu của bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Thản. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng kết luận số tiền ông Thản đã thu lời bất chính là hơn 534 tỷ đồng. Đại gia Điếu Cày sau đó có đơn đề nghị xem xét lại khoản tiền trên, Lý do được ông Thản đưa ra là ông phải chi hơn 632 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng dự án. Kết quả điều tra bổ sung của cơ quan điều tra sau đó xác định ông Thản đã thu lời bất chính hơn 481 tỷ đồng. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên được vụ việc thầy hiệu trưởng và hiệu phó thượng cẳng chân hạ cẳng tay giữa sân trường gây rung động. Vụ việc không chỉ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành giáo dục mà còn gây mất an ninh trật tự Liên quan đến vụ việc, mới đây Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan công an huyện đã xử phạt hành chính vụ việc này. Theo đó, công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Phan Anh Tuấn, sinh năm 1973 với số tiền là 6,5 triệu đồng vì có hành vi đánh ông Lê Đức Huấn làm ông Huấn bị thương. Quyết định cũng nêu rõ, hành vi của ông Tuấn chưa cấu thành tội phạm nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, Công an huyện Lệ Thủy cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Đức Huấn, sinh năm 1974, phó hiệu trưởng trường, trường tiểu học Ngư Thủy Bắc với số tiền 400.000 đồng vì có hành vi dùng tay đập vào nắp capo xe ô tô của ông Phan Anh Tuấn, cãi vã, to tiếng, gây mất trật tự tại trường học. Theo ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Lệ Thủy cũng đã có quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi ủy chi bộ trường tiểu học Ngư Thủy Bắc ông Phan Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, ông Lê Đức Huấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc. Trước đó, ông Phan Anh Tuấn đã đánh ông Lê Đức Huấn ngay tại sân trường. Ông Tuấn cho biết nguyên nhân là do ông Huấn say uống rượu rồi vào trường sau 22 giờ, thường xuyên gọi điện thoại cho hiệu trưởng yêu cầu điều bảo vệ mở cổng để vào trường. Vì bức xúc bảo vệ trường không mở cổng, sáng mùng 6 tháng 4, ông Huấn tự ý mua khóa về khóa cửa cổng trường lại. Thời điểm trên, hiệu trường và bảo vệ đi ăn sáng về, phát hiện cổng bị khóa nên chỉ đạo bảo vệ phá khóa cho học sinh vào. Lúc này do bức xúc dẫn đến cãi nhau nên hiệu trường đánh vào mặt phó hiệu trường ngay tại sân trường. Ngày 10 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lệ Thủy về làm việc với lãnh đạo trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Tại đây, Phòng Giáo dục Đào tạo phê bình chấn chỉnh ban giám hiệu nhà trường, hiệu trưởng Phan Anh Tuấn vì đánh phó hiệu trường Lê Đức Huấn. Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo cũng yêu cầu ông Phan Anh Tuấn xin lỗi dưới cờ, xin lỗi học sinh, thầy cô giáo, ban đại diện cha mẹ học sinh. Hy vọng đây sẽ là bài học đáng nhớ cho thầy hiệu trường và hiệu phó trường tiểu học Ngư Thủy Bắc. Chỉ vì một phút nóng giận, thiếu kiểm chế cảm xúc mà để lại hậu quả nghiêm trọng. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ khí ga Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nổ khí ga tại một cửa hàng kinh doanh đồ ăn ở khu IEC xã Tứ Hiệp. Được biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 4, xảy ra vụ nổ khí ga tại quán bán đồ ăn thuộc khu IEC. Hậu quả sức ép dư chấn đã làm vỡ hệ thống kính, văng máy che của cửa hàng cùng nhiều đồ đạc bị ảnh hưởng, vỡ vụn bắn ra xa hàng chục mét. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc không có người và phương tiện qua lại nên chỉ gây thiệt hại về tài sản. Ngay sau đó, công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh. Ban đầu nhận định do quán ăn sử dụng bình ga gây ra sự cố trên. Thưa quý vị, hầu hết những đối tượng nghiện sau một thời gian hút chích đã lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật. Đáng chú ý, thời gian gần đây, công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản do các đối tượng nghiện gây ra. Quá trình từ sử dụng ma túy đến các hành vi phạm tội của những đối tượng này đã làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự xã hội. Điển hình như vụ việc chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Để có tiền sử dụng ma túy, các đối tượng này rủ nhau đi trộm cắp tài sản và gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thời gian qua. Ngày 4 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt xóa ổ nghiện ma túy, bắt giữ các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thanh Sang, Lương Hoàng Lâm cùng 28 tuổi, ngụ ở phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Phạm Văn Đạt 29 tuổi, quê Thanh Hóa và Võ Tấn Cường 27 tuổi, ngụ ở thành phố Thuận An. Sang, Lâm và Đạt bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản, riêng Cường bị bắt vì hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo điều tra, Sang, Lâm, Đạt đều nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài nên các đối tượng thường xuyên rủ nhau đi trộm tài sản. Sang điều khiển xe máy chở Đạt đi tìm tài sản sơ hở để lấy trộm. Khi thấy nhà của người dân không đóng cửa, không có ai trông coi, Sang dừng xe lại trước nhà để Đạt đi vào trong tìm tài sản lấy trộm. Với thủ đoạn trên, Đạt và Sang đã trộm được một laptop và một chiếc xe mô tô của người dân, sau đó mang đến bán cho đối tượng Võ Tấn Cường được số tiền 5,5 triệu đồng. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 3 vụ trộm xe máy, túi sách khác trên địa bàn tại thành phố Thủ Dầu Một. Tài sản trộm được, các đối tượng đem bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng và chia nhau tiêu xài. Tại Long An, mới đây Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An Phối hợp với công an huyện Thủ Thừa, khám nghiệm hiện trường tiệm tạp hóa nằm trên ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến chị NTMK, sinh năm 1975, chủ tiệm tử vong. Các tổ công tác thu giữ một số vật chứng, trong đó có 3 chai thuốc trừ sâu. Khám nghiệm tử thi, tổ công tác phát hiện một vết thương hở do hung khí gây ra ở vùng ngực nạn nhân. Trước đó vào chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện chị ca nằm gục trên vũng máu bên trong tiệm tạp hóa nên hô hoán và đưa chị ca vào trung tâm y tế cấp cứu. Tuy nhiên do bị thương quá nặng, chị ca không qua khỏi. Cơ quan điều tra bước đầu xác định, vào thời điểm trên, chị ca nói chuyện với một người quen tên là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1977, ngụ tại ấp An Hòa Ba, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An. Được một lúc thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tuấn rút hung khí trong người ra đâm chị ca, rồi uống thuốc trừ sâu mang theo sắn, sau đó tự vào trung tâm y tế cấp cứu sau khi sơ cứu, Tuấn được chuyển vào bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu. Xin được chuyển sang tin tức khác. Thưa quý vị, tai nạn giao thông sẽ xảy ra ngay lập tức nếu người điều khiển chỉ cần một chút lơ là, không tuân thủ đúng luật an toàn giao thông. Và mới đây, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vì nguyên nhân này đã xảy ra tại Hòa Bình, khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ, khiến ai chứng kiến cũng phải sợ hãi liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Bôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Hữu Nam, sinh năm 1987, trú tại xóm Đồng Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Lái xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tỉnh lộ 12B khiến hai phụ nữ tử vong. Cụ thể nam bị khởi tố về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ, quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 4 tại km 29 700, đường 12B thuộc địa phận xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bán tải và xe máy. Thời điểm trên, xe ô tô bán tải 28C 06573 do Bùi Hữu Nam điều khiển, di chuyển theo hướng dốc Cun đi thị trấn Ba Hàng Đồi đã va chạm với xe máy Honda Vision mang biển kiểm soát 28B1 21777, di chuyển theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân tử vong được xác định là bà BTT, 48 tuổi, chú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, và bà BTN, 51 tuổi, chú tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, là người điều khiển xe máy. Mới đây trong một video ghi lại diễn biến toàn bộ vụ tai nạn kể trên được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy rõ ràng trước khi tai nạn xảy ra, tài xế lái xe bán tải đã điều khiển xe không tuân thủ vạch kẻ đường, liên tục lấn làn các phương tiện đi chiều ngược lại và suýt gây tai nạn cho một xe máy khác đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Như thường lệ cuối bản tin là tin tức nông thôn cập nhật. Thưa quý vị, nhiều hộ nông dân ở huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai tham gia hợp tác xã làm tinh dầu bưởi và tận dụng bưởi non, bưởi dạt trong vườn để chiết xuất tinh dầu. Việc này đã và đang đem lại hiệu quả cũng như lợi nhuận cho bà con nơi đây. Nhiều năm qua, để tăng lợi nhuận trong sản xuất, các hộ dân tại vùng trồng bưởi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tận dụng bưởi non, bưởi giặt để sản xuất tinh dầu bưởi. Từ đó vừa có sản phẩm mới hữu ích, vừa tận dụng được chế phẩm trong nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Để tìm hiểu về mô hình mới này, phóng viên đã có mặt tại cơ sở sản xuất tinh dầu bưởi của chị Trần Thị Thanh Thủy ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cái hiệu quả thì thứ nhất là mình giải quyết được cái vấn đề về môi trường đó là khi mà mình cái lượng bưởi mà mình, mình mình, bỏ ra mình tỉa hàng năm rất là lớn mình bỏ ra môi trường thì nó rất là lâu phân hủy thì mình sẽ tận dụng để mình nấu cái tinh dầu rồi cái phần mà bữ cái vỏ trắng còn lại ở trong với cái ruột đó. thì mình cứ xay ra mình làm thức ăn cho cho gà cho vịt hoặc là mình ủ với men imo thì mình sẽ làm phân bón ngược lại cho cái cây đuổi mình. Nhờ sản xuất tinh dầu, bưởi non bị dụng hoặc cắt tỉa để tuyển trái không bị vứt đầy vườn như trước mà được tận dụng để chiết xuất tinh dầu. Theo nông dân, bưởi làm tinh dầu không cần phải là bưởi đẹp mà có thể dùng trái non, trái bị lựa để tỉa bớt, do đó không ảnh hưởng đến sản lượng bưởi trong vườn. Bưởi sau khi hái sẽ được rửa sạch và cho vào máy lột tách vỏ, rồi sau đó vỏ bưởi tiếp tục được cho vào lò nấu thành tinh dầu bưởi. Muốn chiết xuất được tinh dầu bưởi phải nấu vỏ bưởi từ 5 đến 6 tiếng tinh dầu mới bắt đầu ra. Sau đó tiếp tục nấu thêm khoảng 5 đến 6 tiếng nữa mới lấy được cạn kiệt tinh dầu trong số lượng vỏ bưởi trong nồi. Một lần mình nấu là khoảng 500 kg bưởi, bưởi mà luôn trái thì mình mới về mình mới xay, xay ra thì tầm 100 kg vỏ là mình nấu. Và cái cái thời gian mà để nấu là từ 5 đến 6 tiếng thì tinh dầu nó mới bắt đầu ra và mình phải nấu thêm 5 đến 6 tiếng thì cái tinh dầu nó mới ra hết được. Trung bình khoảng 500 kg bưởi trái sau khi tách vỏ còn khoảng 100 kg vỏ. Với trọng lượng 100 kg vỏ chiết nấu xong sẽ cho ra thành phẩm khoảng 1,8 lít tinh dầu bưởi, bán lẻ được 8 triệu đồng. Được biết hiện nay tại xã Bình Lợi, địa phương cũng đã thành lập hợp tác xã với 15 thành viên cùng tham gia sản xuất tinh dầu bưởi. Việc sản xuất tinh dầu bưởi đã mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân ở địa phương đồng thời cũng phát huy hết giá trị của cây bưởi, tận dụng hết phế thải giúp bảo vệ môi trường. Sản phẩm tinh dầu bưởi của địa phương đã đạt ô cốp 3 sao, hiện địa phương cũng đang khuyến khích người dân tăng cường tạo ra các sản phẩm chế biến từ tinh dầu bưởi và các nguyên liệu thân thiện với môi trường nhằm giúp nâng cao giá trị cây bưởi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ thì đừng quên để lại ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!